tục chia sẻ các bạn ha. Xem Lan đang chạy trong cái con sông rất là kịch tính rồi các bạn. Hiện tại đang 3 chiếc ha. Đây chỗ này nước, sông này nước nó đổ rất nhiều chứ nó có cua nha các bạn. Rồi mà các bạn cùng đón xem ha. Có ngay chân cái mũi này là ngay chân cái khúc cua, chỗ này thường xuyên va chạm nha các bạn. Hôm nay nó không có chiếc đổ xuống bởi xà lan chạy được ra ngoài thoải mái ha. Rồi chiếc này chiếc lên đầu tiên nha. Chiếc nãy giờ đang bị mắc kẹt nha các bạn, phải nhường đó. Rồi đây là chiếc thứ hai qua rất là khỏe. Rồi chiếc thứ ba. Khúc nguy hiểm các bạn. Wow, còn chiếc thứ tư. Ôi ôi còn chiếc nữa các bạn ơi, biết sao hai chiếc nữa nha, quá kinh khủng rồi. Chạy nối đuôi luôn. Bay lên đó nè. Tại bị kẹt nãy giờ lại chứ đợi quá à. Chạy xe có chẳng biết có qua được không nha.
phía này là đang có hai chiếc ghe bầu chở gom với một chiếc xà lan nha, hai chiếc đang đổ lên. Còn hai chiếc chở gom cũng thấy căng với ta, cẩm quá trời hả. Mũi tới rồi, nó dễ bạc cái đít lắm các bạn. Trời ơi, sao nó đang lên quá trời luôn rồi. Ghe lúa luôn, quá khủng quá khủng. Ôi ôi, sao làm cái sao vậy, nói đùa nhau rồi, đang nổi rồi. Chiều đang đổ xiết nha các bạn. Wow, tài xế trẻ tài năng. Chảy là có đòn luôn đó các bạn.
rồ cái vỏ á, vỏ này dập sóng nó nhảy không à. Tiếp tục đó các bạn, xà lan nối đuôi nhau nữa kìa. Rồi. Bấm lên là nghe hú máy luôn á. Mấy anh trở lại ở con sông này là whip nha các bạn. Chạy clip lắm. Đoàn này thì bám dính sát với nhau luôn. Rồi rồi, chiếc ghe bầu chở gom kìa. Nó nghiêng một bên luôn kìa, các bạn thấy không? Nghiêng thấy ớn luôn á trời. Rồi rồi, chỗ này một cái cua chỗ này mà nước nó đổ nhiều xíu nữa là mệt luôn á. Trời ơi, sao không chạy lên luôn anh, hả ra. Rồi, xà lan qua mặt luôn nè. Xà lan đâm lên luôn rồi. Ừ. Bấm. Chị này lái nè các bạn, bây giờ qua cái cua này nguy hiểm á, chị sợ quá rồi, chị không dám lái luôn rồi. Nãy chị lái á.